Kính thưa bà con, hôm nay một lần nữa hữu nghị đã đến xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để trao phần quà lần thứ hai. Các anh chị ở bên Mỹ đã ủng hộ cho hai bé con của chị Vân, một món quà nhỏ nhỏ nhưng mà chứa đầy nhiều tình cảm. Và một em gái ở bên nước ngoài cũng gửi về cho 800.000 tiền Việt. Tuy nhiên cũng cho nhiều trường hợp lắm nên chia mọi người một ít thôi. Và có một em gái ở Mỹ Lợi, Phúc ở Mỹ Lợi cũng xem và gửi cho bé 200.000. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018. Hội nghị đến đây để trao lần này cho hai bé. Chút nữa hội nghị sẽ đọc lên hết nhé. Với bà con, chút nữa hội nghị đọc hết, ai gửi, bao nhiêu hội nghị sẽ đọc lên hết. Đây, hôm nay hội nghị ghé thăm thì mẹ bé đã chuẩn bị sẵn cho hai bé rồi. Rất là tội. Đây, hôm nay có mùng chụp rồi, thấy dễ thương không? Chị ngồi đi, chị dỡ cái đó ra, Đây. Chào hai bé. Hai con ăn gì chưa? Hai con ăn gì rồi? Cười, anh lớn anh cười. Đúng rồi. Sữa uống nha. Đây, các bạn ơi, hôm nay hữu nghị một lần nữa đến đây thăm hai bé ở tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm nay thì mẹ bé cũng đã làm được một cái thẻ ATM. Tuy nhiên số tài khoản á nha, hồi nữa hữu nghị đọc lên cho quý bà con thấy nhé. Chị có này không? Lấy em hồi em. Đúng rồi. Rồi em đọc lên để cho quý bà con. Này mình mới làm đây phải không? Mới làm hôm qua hả? Nguyễn Thị Vân. Quý vị nào muốn ủng hộ giúp đỡ cho hai bé uống sữa và mua quần áo thì sắp tới Noel rồi, sắp tới Tết rồi, quý bà con dành chút ít thời gian để thăm hai bé cả tội nhé quý bà con. Đây, hữu nghị cũng đem những cái món quà yêu thương của tất cả các anh chị em ở bên nước ngoài, tuy ít nhưng mà nhiều tình cảm, nên chị hữu nghị sẽ gửi những cái món quà này đến cho hai bé nhé. Bây giờ hữu nghị đọc cái số tài khoản trước đi. Chủ tài khoản là Nguyễn Thị Vân. Số tài khoản 400-620-511-4342. Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Vang, chi nhánh huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay hội nghị cũng đọc lên cái tên các anh chị ở bên nước ngoài gửi về để mà biếu cho hai bé uống sữa. Đây, hội nghị đọc cho các bạn biết nhé. Chị Trắc Chi Phạm, An Trê Lương, chị Đài Phan, ba chị gửi tổng cộng là 3 triệu cho hai cháu bại não. Có mẹ tên Thu Vân,
nha quý bà con. Đây, em cảm ơn cái nhóm của chị Trà Thị Phạm nhiều. Và một em gái ở Mỹ Lợi. Ở Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng gửi 200.000 cho hai bé. 3.2 triệu. Và một cô bạn ở bên Mỹ cũng gửi về cho hai bé là 800.000. Đó, tổng trị giá tiền là 800 bên kia 200, 1 triệu bên kia 3 triệu là 4 triệu. À, 4 triệu nha các bạn. Đây, Thu Nghị sẽ gửi những cái món quà này để cho hai bé uống sữa. Đây, chị muốn nói lời nào với các anh chị em ở xa? Xin cảm ơn các anh các chị để quan tâm giúp đỡ cho hai con của em. Em rất là mừng luôn anh chị ơi. Cái lâu không chưa em ở đo lên như chưa là có một cái hồi nữa họ cho được em 45 triệu và xã cho 15 triệu và em xây cái nhà để chống bão chống lụt thôi em. Mỗi lần bão lụt mà được những lên là cái nhà ngày sau sập đổ và đi bông thì hai cháu đắp băng cổ quá và em có vay thêm ngân hàng để xây cái nhà mà chứ ông chồng em đi qua đường mà hồ tai nạn hộp đùi ngửa băng gãy cái chân như chứ cầu đi làm việc nặng cũng được, đi làm thợ nê chứ cũng được thì chứ chứ mụ là con rá nữa đằng nặng cái chân đấy đấy mụ là con rá vì có mấy một đường dây đi mà chứ nếu mà cầu nó lên bệnh viện là họ bắt mụ lại. Rồi uống thuốc này là nguy hiểm chứ để có đau quá có cầu khiếp mà cầu không dám đi chứ có em phụ chứ đi đây chứ anh chị muốn nó giúp đỡ cho gia đình em quá mừng luôn em biết mọi dư hưởng rồi thì giúp cho gia đình em được không bao giờ nghỉ quý cho hai cháu bao giờ anh chị ở xã để quan tâm cho em đi thôi lâu chưa hai cho thôi em ở vừa rồi anh chị không cho biết hôm bữa giờ cũng có nhiều người cũng quan tâm và cũng có một số người ta không thích hai bé và người ta có những cái lời khó nghe, người ta gọi để chửi gia đình mẹ của hai bé. Bây giờ họ nói nhiều lắm, bây giờ ai nằm trong hoàn cảnh mới biết, như em vậy cũng bị người ta chửi rất là nhiều. Như anh nghỉ việc nhiều lắm mà em nói đi mơ ước cho con em chân hoàn thành để đoan hoan cho anh nghĩ rằng có đi đi cho khi em sáng ở đâu mấy lần mà sinh cái thằng ấy rồi vì mình luôn á sinh là cái con ấy mà em nghĩ em sáng ở đâu em nói thôi chạy chứ rồi chứ sống cái nội thái là con đang nuôi cho nội. Nhiều người họ không hiểu cho mình. Cái hoàn cảnh đấy thì chấp nhận. Đó là mấy đứa nhỏ nhỏ thôi chị ơi, không sao đâu. Em đây họ chửi biết nhiêu, họ đòi giết, đòi chém biết nhiêu mà em còn bỏ được thì thôi. Đó là những cái. Chứ họ nói thì em họ về thì có năng thương hắn. Đúng rồi. Hoàn chỉ rồi bậc thương hết. Thương hết mấy đứa đang hoang ở đan à. Đúng rồi, mình phải thương hết. Dạ, đúng nhiều lắm. Hai vợ chồng chăm sóc cả ngày. Còn đi mua đường mua ở nhà đi tắm rửa cho ăn đầy mông lại giặt áo giặt quần ngay thôi, ai hiểu được thì tốt. Dạ. Còn họ không hiểu được thì mình cũng đừng có buồn làm cái gì. Dạ, buồn có một là chống lại đó, có một cố trong Sài Gòn thôi, cố điện là còn cố trong Sài Gòn, cố điện đó cô chửi vậy hả? Dạ, cô chửi là cố có cái nó mà đăng lên xin thôi kệ cô ấy chửi thì cô mang tội thôi. Dạ, mình dạ, nói với cô nói đi cô nói chứ mà tội nghiệp cô chó cô cũng tha thôi chứ con em khổ chứ đi mà em thương đứt ruột. Đấy, các bạn thấy khổ chưa, đâu ai muốn sinh con như vậy rồi mà con đi. Bị người ta khinh thường.
người ta gọi điện người ta chửi nữa. Anh nhờ giờ anh quý mà họ cho tiền mà em cũng còn gì, nhưng mà cho người triệu ba triệu mà em quá mừng. Thôi thì kệ chị ơi, chủ yếu mình lấy sức để lo cho con, còn ai nói gì kệ họ, cố gắng vượt qua để lo cho hai bé thôi. Chứ giờ nuôi đến nước đây rồi mà mình bỏ thì không được. Em mà chăm sóc từ khi nhỏ nhỏ mà đến chưa 18 tuổi, con 23 tuổi anh biết đi đâu có lên chợ đi bệnh viện, đâu đi bệnh viện hoài. Mà về phải thương con phải đi cho chứ mà ăn. Ai mà nửa lần nào mà cha mẹ mới nói chuyện con. Nhưng mà em nói đi thôi, cái kế mấy năm trước mà có mưa đông mà mưa gió đi mà tìm tới đâm chợ đi nữa nhiều sụt nằm chứ em nhiều em chợ đi. Em chờ lên có tầm xã, con này cầm, muốn cầm được không? Cầm được không? Con cầm được không? Cầm đi. Con giơ tay lên thử coi, giơ tay lên. Liệt luôn rồi. Nằm mà người xếp lép, à gồng lên nè hả? Gồng để. Gồng tội chưa? Các bạn thấy đau khổ không các bạn? Bởi vậy nhất là các bạn trẻ, mình không giúp người ta thì thôi, chứ đừng có chửi người ta mà tội. Mình đây cũng bị nhiều rồi nên vì mình biết rất rõ rồi, cố gắng lo cho hai bé chị nhé. Đây là tiền của các anh chị ở bên Mỹ gửi tặng cho hai bé. Đây em Thanh Nguyễn gửi cho 800.000, anh Thanh Nguyễn ở bên Mỹ. Và em một em gái ở Mỹ Lợi cũng gửi 200.000 cho hai bé. Và các anh chị của nhóm chị Sadi Phạm cũng gửi tổng cộng 3 triệu. Đây cú ích lòng nhiều, mong chị nhận và để lo cho hai bé nhé. Đây còn đợt trước thì có mấy anh chị kia gửi cho hai bé. Em xin cảm ơn các chị có lòng tâm giúp đỡ cho con là hai đứa con của em. Em rất cảm ơn, thành thật là cảm ơn nhiều mấy chị ơi. Em quá mừng, không đồng tiền mà được mừng chứa thân thể luôn. Em tôi chúc cho mấy chị sức khỏe, giữ gìn sức khỏe để giúp cho các con của em thôi. Em biết nói gì hơn. Con cố gắng ăn uống nha. Nghe không? Cười. Cười dễ thương chưa? Vì bệnh não mà nhận nhận rất là giống như anh về vai lên thì biết như quen. Biết nhé, biết nghe hết này. Xẹp lép à, người gì đâu mà giờ teo rồi. Dạ, xương đồ cũng to đấy chứ. Rồi cái ngực mà teo vậy đó hả? Dạ. Ơi tội chứ. Chứ nắng nó đi, con khiến đoạn xẹp lép luôn. Rồi. Đang lấy cái ngực này là nó bự lắm này, còn ở dưới cái ức này là nó nhỏ này. Em mày cho anh no, chứ thằng mày bừa cái ức nó nhỏ lắm. Dạ. Chứ cái này khi mới hận sập xuống hơn. Tội nghiệp. Thở đi hoài. Còn nhiều lần mà anh bị thằng bị ngủ có lấy mình bị ngủ bỏ cái ống vô để trong hầm lấy dưới xá để không mắc lên. Đúng rồi. Tôi chưa tưởng tượng. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Một lần em đi bệnh viện em khóc hoài, khóc dữ luôn, khóc nức nở. Thì ai cũng vậy hết. Do cảnh chứ con em mình khổ dữ đi trời ơi, ai hành ai hà. Đó. Chị Trách Chi Phạm ơi. Trách Chi Phạm. Em nghỉ đây. Hôm nay em cũng thay mặt chị và cái nhóm của chị Trách Chi Phạm, Andri Lương, chị Đài Phan gửi cho 3 triệu cho hai cháu bại não có mẹ tên Thu Vân. Cảm ơn Hữu Nghị xin thay mặt cho hai bé, mẹ hai bé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã đem tình yêu thương gửi gắm đến
cho hai bé. Đây một tình cảm rất là quý. Nếu mà ai có lòng nào thì cứ trải lòng ra và giúp được cái gì cho những cái hoàn cảnh bất hạnh như thế này thì quá tốt. Chứ cũng có người quá tốt, cũng có người họ cũng điện họ chửi rất là nhiều, nhưng mà không sao, mình thương con bỏ qua hết mọi chuyện, chị Vân nha, để mà lo cho con thôi, còn đừng có buồn, đừng có chán hay là đừng có bất mãn bất cứ một cái gì hết. Dạ. Con cầu nguyện là cho con cho sức khỏe để nuôi hai người con rồi chống lại là giờ chưa còn con em như thế và em cầu nguyện là mình cũng có không có em giấc đâu ngạt mũi gì hết, cuộc đời của con em sức khỏe đau khổ thì cũng có không uống được viên thuốc nữa để em cứ nói đi tấm vàng lại Phật chùa cha chùa mẹ giúp đỡ cho con để sức khỏe nuôi hai con như giờ chưa có được cái tê em đi làm á là giờ mình nuôi với mình ngoài chăm sóc cho uống sữa và cho ăn là được, bây giờ chưa mình ngoài thì mình ống thứ ung thư nào còn mình nuôi thì mình ống thứ phổi và mình ống thứ thận và chưa mình muốn chị thiệt rồi với chị có em nói cho hai đứa thôi. Yeah. Em cũng biết nói đáng hết em câu mình nuôi mình ngoài chứ con tệ hết 60 cho mấy mà con tệ là lo được hai đứa đi. Mỗi lần hai mẹ vô lo tụi lắm, hai mẹ mất cả hai với chứ em biết như ai thì chỉ có chứ hai vợ chồng để nuôi hai cháu thôi. Chứ em cầu nguyện, cứ nguyện là tâm mang lại Phật giúp đỡ cho con, chùa cha chùa mẹ chỉ giúp cho con để sức khỏe để nuôi hai cháu ấy chứ. Nếu mà con đau ổn chỉ là ai mà bông mà cho ăn được luôn. Dạ đúng rồi. Yeah. Thôi các bạn ơi, quý bà con ơi, hôm nay ngày mùng 4 tháng 12 năm 2018, hữu nghị thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân ở bên Mỹ và ở Việt Nam cũng có nữa. Tuy là còn gửi cho mấy trường hợp kia, ví dụ bé chuột và hai ông bà già đi lượm bé trai và một bé bại não ở trong Lăng Cô nữa. Hữu nghị tranh thủ đi làm sao cho hết 2-3 ngày nay nữa rồi hội nghị sẽ đi lại vô Sài Gòn. Có gì quý bà con muốn gửi cho các hoàn cảnh đây thì quý bà con cứ gửi trực tiếp nhé. Bởi vì hội nghị đọc ở đây để quý bà con giúp trực tiếp chứ không có qua tay hội nghị đâu. Còn những người gửi đây là những người quen biết hội nghị nên chi là nhờ hội nghị chuyển đến giùm. Hội nghị không dám mua gì hết bởi vì đợt trước hữu nghị có trao cho hai ông bà già dân tộc Cơ Tu mà cũng bị người ta nói này nói nọ nên chi thôi hữu nghị trao tiền là chắc nhất, không mẻ một đồng, không sức một đồng, không tốn một đồng để mọi người yên tâm hơn. Rồi hữu nghị còn có tinh thần, có ý chí để mà đi làm những cái việc như thế này. Cậu mong sao có sức khỏe để mình làm một cái chuyến xe chở tất cả các mạnh thường quân khắp mọi miền tổ quốc, nhất là ở bên nước ngoài, đem đến giúp đỡ tình yêu thương của quý vị dành cho tất cả các mạnh thường quân nhiều lắm, khá nhiều, nhưng mà hữu nghị không dám nhận bởi vì giờ đi thì nó bất tiện quá, nó xa quá, vì công việc của hữu nghị nó không có được thuận tiện cho lắm. Nên vì khi hữu nghị đi thì mình đã nhận cái nào là phải đi cho bằng được, còn không thôi họ trách dữ lắm. Nên vì có gì anh chị em nào mà gọi điện cho hữu nghị mà chưa đi được á, hoặc là không dám nhận á, thì mong quý vị thông cảm nhé, đừng có giận hữu nghị mà tội nhé. Bởi vì hữu nghị đi đây thì cũng là bằng một cái tình thương thôi. Nên chi đúng là không phải là đi làm từ thiện mà dễ đâu các bạn ơi. Các bạn cứ đi rồi sẽ biết. Người ta bắt bẻ nhiều thứ lắm, mình không muốn đâu. Nên chi mong mọi người, quý bà con, cô bác, anh chị em xa gần hiểu được hữu nghị rất vui. Và rất cảm ơn tấm lòng cao cả của quý bà con, cô bác xa gần.
Và bây giờ Hữu Nghị xin đọc lại cái số tài khoản của chị Vân nhé, để quý bà con nào, nhất là ở trong nước, quý bà con nào cho 5-30 ngàn, 1-200 ngàn, cái đó cũng là một cái món quà rất tuyệt vời. À, bây giờ Hữu Nghị đọc lại cái số tài khoản của chị Nguyễn Thị Vân nha, là mẹ của hai đứa bé ở xã Phú Vang, ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số tài khoản 400-620-511-4342, ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế nha quý vị. Quý vị nào muốn giúp cho hai bé thì cứ gửi vào chủ tài khoản là chị Vân nhé, Nguyễn Thị Vân nhé quý vị. Đây Nguyễn Thị Vân đây. Anh nghĩ biết không, có hai bác cô trong Sài Gòn mà đã đến muốn gửi tiền cho cháu mà không biết gửi đường nào hết. Và có một cô về em nói thôi em nên làm cái tài khoản đó cô cho. Dạ. Và em ngày qua em nên làm hết 150 ngàn cho em biết làm tài khoản là làm hết mà em nhờ họ về. Rồi không sao, giờ có cái số tài khoản này thì mọi người họ gửi 50-100 cũng tốt. Không sao. Giỏi chưa? Các anh chị ơi, tưởng mắt nữa em cũng như anh Hiểu Nghi đi, chứ anh giúp quả tôi, anh rất là tuyệt vời. Thôi, không có gì hết. Chị đừng có nói gì hết. Em không có. Em cảm ơn anh Hiểu Nghi, vì anh Hiểu Nghi là cho bé nằm xuống đi. Dạ. Rồi chị cho em bé này uống luôn, em trai, con trai uống này. Không có anh Hiểu Nghi đi, mấy anh chị làm việc con em đi. Cho em uống luôn, cho em uống. Rồi có cái mùng rồi thì cứ ăn uống xong cái đắp mền cả lạnh. Rồi trùm cái bớp màn này lên, cái mùng gọi là mùng chụp á, để cho ruồi muỗi nó không có chích hai bé, tội. Quý bà con thấy uống sữa tội chưa? Thở đâu có được đâu. Đi chứ anh biết thích coi tivi. Đúng rồi, mấy cái đây thích coi tivi. Không nói được đi chứ thích nghe nhạc, thích coi tivi rồi nữa. Con không có lần khóc. Đâu, mình cầm cái điện thoại lên thôi, lỡ các bạn tưởng đâu của chị thì lại ấy nữa. Cái điện thoại mình Apple nó bể rồi, nó cũ rồi, nên chị mọi người đừng có nghĩ của chị Vân mà tội nha. Có nhiều người đụng cái gì cũng bắt bẻ, tội quá bà con ơi. Ai thương thì nhờ mà. Xin mọi người đừng có ghét cho chị mà tội. Còn Hữu Nghị có nói gì sai, kính mong quý bà con cô bác thông cảm bỏ qua nhé. Em cảm ơn tấm lòng của quý bà con cô bác rất nhiều. Thôi giờ em quay ngang đây thôi, rồi em xin phép đi nhé chị Vân. Rồi, một lần nữa Hữu Nghị kính chúc cho toàn thể quý bà con, cô bác xa gần có tấm lòng vàng, tấm lòng hảo tâm, một tình yêu bao la của quý vị đã đem đến và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Đúng là ông bà xưa có câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nên chị Hữu Nghị cũng rất biết ơn những tấm lòng của quý bà con xa gần rất nhiều. Hữu Nghị thay mặt cho các mạnh, các cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thế này, gửi đến lời cảm ơn tốt đẹp nhất và chúc toàn thể quý bà con, cô bác có một cuộc sống tốt đẹp, vạn sự như ý và làm ăn phát tài, hạnh phúc nhé quý vị. Em xin chân thành cảm ơn. Bye bye.